Chào quý vị và các bạn, tiếp tục một hoàn cảnh kế tiếp quý vị. Muốn bưng nữa không? Rồi bưng đi. Muốn bưng bưng đi. Thì xin thưa quý vị, đây là một hoàn cảnh mới. Cũng tại khu dân cư xã Mỹ Hòa đúng quý vị. Sẽ chia sẻ với quý vị cái hoàn cảnh này ha. Lấy một thùng đi, rồi rút đại đi, rút đại đi. Rồi, lấy thùng. Em này xung phong bây giờ đồ bưng không quý vị. Rồi bỏ đại đi, bỏ đại đó chút anh ấy. Rồi đi vô, vô. Vô luôn. Ừ, còn không vô thì đưa cho cô cũng được. Đây con chó. Chó đó. Mừng vô em, mừng vô luôn. Dạ. Con chào chú. Rồi chào chú và bước qua bên em, Linh. Rồi bước qua bên em, bước qua bên đi. Rồi ra luôn hả? Rồi ra đi. Rồi. Khỏe không chú? Đỡ đỡ hả? Đây, cô cứ ngồi đi cô, cứ ngồi xuống đi. Mình đang lộ hột điều hả cô? Cứ gài lộ hột điều mình kiếm thu nhập đó ha. Dạ. Dạ. Dịch này không có đi bán buôn gì được hết trơn. Trước dịch thì cô làm gì? Đi bán vé số. Bán số hả? Dạ, ông bệnh rồi đi bán vé số rồi thì nó mua thuốc men một lần. Chú bệnh sao cô? Ông bệnh đủ mấy chứng bệnh rồi. Bệnh sao chú? Tim với dạ dày với viêm phổi ha. Dạ. Đi nằm bệnh viện mấy lần rồi mà chuyện. Dạ. Rồi cô gia đình mình có con cái gì không? Có con nhỏ một cái chết rồi nó chết đó. Dạ. Mất hồi nào cô? Giáp năm rồi. Giáp năm hả? Dạ. Cô nghe hỏi đi. Tiêu cái gì là một ngày mình thu nhập được nhiêu hả cô? Trời ơi, nhiều khi nhầm bữa. Bữa thì 2 3 ký. Bữa 3 4 ký. Dạ. Rồi ai kêu mà cái gì thì mình thu nhập thêm rồi nặng cái lên tiền mua thuốc cho ông này uống. Dạ, ký gì được như tiền cô? Có 7 ngàn hả cậu ơi. Vậy đó hả? Dạ. Còn nếu mà lúc bán vé số mình bán được khá không? Bữa thì bán 100 tờ thì có khi 10 giờ, có khi 11 giờ, có khi 1 2 giờ mới hết. Dạ. Rồi hôm ngày mình được có được hỗ trợ lương thực gì ở nhà không cô? Thì mấy người dân ngoài người ta cho nhiều với chính phủ hỗ trợ rồi đó. Dạ. Chỉ hỗ trợ gạo thì đủ ăn ha. Dạ. Cái khi họ cái khi lâu lâu cái khi hụt nữa. Dạ. Rồi mấy lúc hụt đó là sao? Không có thì cũng phải ai kêu cái gì mà thì kiếm tiền nữa mua gạo thêm với mua thuốc cho ông. Dạ. Chú uống thuốc tốn tiền nhiều không? Thì mua tư ở ngoài thì phải tốn nhiều rồi đó. Dạ. Tốn nhiều là chú uống thuốc một tuần lễ vậy chú tốn nhiêu tiền thuốc? Thì tuần lễ thì 100 mấy cái khi 200. Dạ. Lần tuần ha. Bị cái bảo hiểm không có đó rồi hết rồi, cái bảo hiểm nó hết hạn rồi. Rồi đâu có nữa rồi, trời người ta cấp số nghèo mới có bảo hiểm. Ủa mình chưa có số nghèo nữa hả? Chưa, bị hết năm nay gần Tết mới có số nghèo. Dạ. Sao mình trước giờ không được số nghèo cô? Có mà nằm hoài cũng vậy đó, mà không, không có hết. Không có, sao đó giờ mình không có số nghèo tới giờ mới có? Có mấy năm nay rồi. Mà hết hạn ha? Hết hạn. Phải làm lại hả? Rồi người ta mới làm lợi rồi gần Tết người ta mới ấp với xã người ta mới đem lên ta cấp lại cho mình. Dạ. Ở đây là cô chú ngủ cái mùng này đây hả? Đây nè. Dạ. Ừ. Mùng gì? Có mùng cô có 2 con chó đó. Dạ hả? Dạ. Hình chi thấy nó quá cũ kỹ rồi. Dạ. Cô cho con tham quan cái nhà mình chút ha. Rồi. Dạ, cô dẫn con vô đi. Con vô nhà chút nha chú. Ừ. Dạ. Dạ. Ồ. Khổ mới đến nè. Chị không hai ơi, đến. Chị bước rồi chị bật cái đèn lên giùm em coi chị hai. Bật cái đèn lên giùm em. Cái gia đình đó. Dạ. Giờ cũng khổ luôn. Sao mà cái gì mà giữ thần gì nè? Bị gì nhà cửa rồi mưa dột rồi tùm lum chứ không có cho ngủ. Nhà ơi thấy khổ như vậy. Phải nấu bếp củi luôn hả? Bếp củi luôn mà giờ có không có tiền mà vô bình ga nổi nữa đó. Vậy đó hả? Dạ. Hết ga rồi hả? Hết ga là cả mấy tháng nay rồi mà cũng đủ tiền vô ga nữa. Dạ, rồi cho nên mới nấu củi đó ha. Nấu củi đó chứ. Rồi đây là cái giường của ai nữa? Cái giường này giường của ta cho lâu rồi nè. À, để không đó ha. Để không đó. Hồi đó là ở bên hội phụ nữ người ta thấy tôi ngủ ở dưới đất như vậy đó. Dạ. Là người ta cho để dạ. Làm kỷ niệm. Dạ. Rồi đi tới đâu là kinh tới đó gì đó. Dạ, vì con gái cô dạ. Cô tổng còn có mấy người con lận? Có một đứa con gái đó. Một đứa con gái rồi mất luôn. Mất luôn rồi, giáp năm rồi đó. Bị sao mất cô? Bệnh. Bệnh ha. Bệnh rồi lo, biết là không có tiền lo nổi nữa rồi thì
bác sĩ người ta chạy mới chở lên thì nhà dạ. để lo cho con lúc đó lại nhiều tuổi luôn. Thì cũng nhờ trời sớm đồ này kia nên là người ta giúp đỡ rồi. Mình có ruộng đất gì không? Không, ở đây là nghèo, không có một cục đất chục chim nữa. Rồi cái nhà này thì sao cô? Cái nhà này là có nhà nước người ta cấp, người ta cắt cho mình ở. Cho mình ở là dân ta bán hay là cho? Bán là mình dây ở ngoài ngàn 20 triệu vậy đó. 20 triệu. Dạ. 20 triệu là cái nền hay là cái nhà? Cái nhà, còn cái nền thì 18 triệu nữa là 38 triệu. Là mình có trả được cho nhà nước chưa? Cái đó là mình đóng tiền lãi mà không có tiền ăn lâu rồi có tiền đóng tiền lãi. Dạ. Rồi cái nhà dộn vậy đó rồi làm sao mà có đâu có tiền mà lợp. Vậy là vốn cũng chưa trả luôn? Chưa luôn, chỉ là mình đóng tiền lãi mà không có khả năng mà đóng nổi. Đóng lãi mà còn không đóng nổi luôn phải không? Dạ. Dạ. Cái nhà mình cũng dột luôn hả? Dột. Dột là chỗ nào cũng có lấy thau đựng hết nha. Dạ hơn. Ở trên chắc xét hết rồi hả? Dạ. Nhà mình cất 10 năm chưa cô? 10 năm rồi đó. Dạ. Ở đây cái bếp này đồ ăn hồi nào mà nổi mốc nó meo hết rồi. Cái đó mà bắt mấy người dài đi lo cho ổng nó rồi cứ nổ mưa nó rồi không có dẹp được. Dạ. Mới chuyển không gì mình cũng có giờ. Ở đâu mà chuyển về cô? Ngoài Mỹ An đó rồi bệnh dịch người ta cho chuyển về. Dạ. Lúc này cũng có gạo ăn cũng quý rồi nè. Gạo cũng đầy cái thau này là cũng tốt rồi đó. Chỉ có là không có tiền uống thuốc thôi phải không? Dạ, không có tiền uống thuốc thôi nha. Dạ. Vậy như vậy là tính ra mình lột con bèo vậy một ngày mình 3-4 kg hả? 3-4 kg rồi cậu ơi. Mà 1 kg 7 ngàn. 7 ngàn. Có 7 ngàn ký không? 7 ngàn ký, 3-4 kg. Rồi có mấy chục ngàn hả? 71, 428 hả? Ừ. Đây là nhiều khi đó không có tiền. 28 ngàn sao mua là nguyên lột nguyên ngày luôn hả? Nguyên lột. Ngày luôn. Dạ. Nhiều khi không có tiền mua đồ ăn rồi mẹ bà chị nè, bà thấy gì cứ bấm đồ ăn là cho ông này. Dạ. Có khi không có tiền mua cháo, chị cũng đi mua cháo về cho ông này ăn. Dạ. Rồi tôi đi mằng đó đâu có nhà. Mẹ ơi, ở đây không có dòng họ gì trơn, chứ dạ. Người dân không mà tôi thấy nó cũng không có dòng họ rồi tôi dạ. Cũng người dân không mà giúp cho em út chứ không. Thấy khổ quá giúp vậy hen. Thấy khổ quá giúp. Dạ. Nó thì cái cậu nha, tôi đây là chỉ có một đứa con gái thôi, hỏi chị ai mà. Dạ. Chết năm. Gia đình mình xưa giờ đâu cô? Hồi xưa thì quê ngoại ở Chim Miên hồi 84 gì đây, hồi năm 75 tới giờ. Dạ. Sống ở đây là mấy chục năm mình. Dạ. Mình cũng có được cái tivi để giải trí đó ha. Có người ta cho đó cậu ơi. Mình cho hả? Nhà nó không có gì chân. Dạ. Mà nhanh kêu kìa. Kêu mình đứng lên gì? Đứng gì? Có ai kêu kìa. Hôm nay con đến đây cũng được sự giới thiệu của các cô bác hàng xóm. Nói gia đình này khổ dữ lắm lại giúp giùm. Dạ, thì con ở đây thì cũng biết mấy hoàn cảnh đằng kia mà hoàn cảnh mình thì con mới biết. Nhưng mà theo cũng được nhiều người giới thiệu, nhiều người chia sẻ là mình khổ dữ lắm. Cho nên là con đến đây trước tiên thì tặng cho cô chú một phần gạo với mì ha. Tôi gạo 10 kg thùng mì. Khổ dữ lắm. Dạ. Rồi sau đó thì chia sẻ thêm 500 ngàn cho chú uống thuốc ha. Dạ. Tôi cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn chú nha. Dạ. Ông cho nó đi uống thuốc, không có tiền uống thuốc, uống thuốc hàng ngày luôn. Dạ. Uống thuốc nào mà còn không hết nữa, cậu biết không đi tới đây... ông thầy bắt lên ngụy cho nè. Dạ. Không thuốc mà uống hết luôn. Đây là cái phần quà của Mạnh Thường Quân, Bé Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Đã gửi cho con đi làm cái quỹ để chia sẻ đến bà con nghèo. Thì con xin chia sẻ đến gia đình để hỗ trợ một phần nào khó khăn trong mùa dịch các cô ha. Dạ. À, thôi vậy con ơi. Cho tôi gửi lời cảm ơn là cả chợ rồi chúng ơn chú rồi luôn. Chợ hết tất cả cảm ơn lại rất cảm ơn lại nhiều. Dạ. Không có cái gì mà hơn cho dạ. Tôi gửi lời cảm ơn lại rất nhiều. Dạ. Màn ăn cho nó phát đạt lên rồi ạ. Dạ. Phải có bà con dòng họ rồi cũng nở này vợ chồng thì chúng độc thân luôn không dòng họ không có gì hết trơn luôn. Dạ. Sớm về người ta thương thì đỡ người ta ghét thì khó sống. Dạ. Dạ thôi vậy hen cô hen. Dạ. Cô cứ làm đi hen. Dạ, con xin dạ. Phép về dạ. Dạ. Rồi chào chú con về nha. Dạ. Cố gắng vượt qua khó khăn mùa dịch cô ơi. Chú nghe. Rồi Đức Tính vừa chia sẻ đến quý vị cái hoàn cảnh khó khăn ở trong cũng là khu dân cư xã Mỹ Hòa luôn quý vị. À, đây là căn nhà nè. Căn nhà nhìn tôi bên ngoài. Đây, xin khép lại video tại đây. Xin chân thành cảm ơn Bé Thuận đã cùng đồng hành cùng Đức Tính trong công tác nguyện cũng như được gửi cho Đức Tính số quỹ để giúp đỡ cho bà con nghèo. Chúc Bé Thuận được nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Xin chúc cho tất cả các Mạnh Thường Quân, tất cả các người xem kênh được dồi dào sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Xin chào.